lòng tụi con thật xúc động khi phải đi cái ánh đạo tụi con hiểu môi trường nơi mà tụi con đã đến học ấm học nổi đầu đời tụi con chỉ hứa sẽ mãi là con ngoan trò giỏi để buổi sớm được vui lòng một lần nữa tụi con xin trân trọng và ơn tình yêu thương của buổi sớm đã dành cho tụi con trong suốt thời gian qua. Cuối cùng tụi con xin
xin các sư các cô cùng vui một chút là các sư các cô đã chuẩn bị xa các con rồi. Thay mặt cho ban giám hiệu và hội đồng sư phạm nhà trường,